Dù là chăn trâu hay làm giám đốc, anh cũng sẽ làm những người khác phải nể mình. Vậy bây giờ anh có thể bắt đầu công việc của mình được chưa? Bây giờ? Mà làm gì? Đó là Kim Anh, sắp sửa là thành viên mới của gia đình ta gì? Mẹ suốt ngày chỉ biết đi làm ở ngoài thôi à. Bây giờ tôi hỏi mẹ, ba tôi đâu?